Online, bây giờ là 6 giờ sáng ngày thứ hai mùng 6 tháng 10 năm 2024, mặt trời đã hừng sáng tại Hồng Kông, đẩy lui đi một bóng tối của đêm đen. Bóng tối của đêm đen này còn được hiểu theo nghĩa đó là sự lo âu hồi hộp suốt 24 giờ qua của những người sống ngay từ trung tâm hành chánh và tài chánh Hồng Kông, khi có những tin cho biết rằng lực lượng an ninh sẵn sàng dùng bạo lực để đàn áp những người biểu tình đã hiện diện ở khu vực này trên 10 ngày. Đứng cạnh tôi là anh John, là một trong những người tham dự buổi tình từ đầu tới cuối, và hiện nay anh là một giáo sư dạy trung học. How's your feeling the last 24 I was afraid and unafraid of different events happening around Hong Kong because there are many messages and some women spread on the Facebook. And then since we are the student and we receive any message on Facebook and we receive any latest news from Facebook, then we believe what is on Facebook. But after the 24 hours has gone, and we know that it is very safe here, and I feel very relieved at this moment. But just now, before I see the sunrise, I felt very afraid. Cảm tưởng của anh như thế nào trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua? Cảm tưởng của tôi rất là lo âu và căng thẳng, bởi vì tất cả những tin tức đã được loan truyền trên mạng Internet, cũng như những cái tin cho biết rằng có thể xảy ra bất kỳ tình huống nào trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Nhưng mà bây giờ thì khi thấy mặt trời đã mọc lên tại Hồng Kông, tôi cảm thấy là được thoát khỏi cái tâm trạng lo âu đó ít nhất cho tới này. You think that it's safe for now, but how about the days to come? It is still uncertain since we have no idea how the government is going to do. And most likely, the government will try to show its standard in a rigid way. And just like what Putin has stayed in the internet and on the TV. Because through the television and through the news program or the those news on TVB, that is the public television broadcast in Hong Kong. We will know that the government will try to clean up the area by whatever means. So I mean, it's very uncertain, but I guess the students will just stay here and try to strive for what's good. Anh nghĩ rằng cái sự an toàn đó có trong giờ phút này thôi, thế còn những ngày sắp tới ra sao? Câu trả lời là tôi không thể chắc chắn được, là bởi vì tất cả những gì mà những người có thẩm quyền tại Hồng Kông này đã lên trên truyền hình để tuyên bố thì cho thấy rằng có vẻ không có một cái giải pháp nào chung cụ cả. Nhưng mà sinh viên chắc chắn là họ sẽ tiếp tục trở lại cái khu vực này để mà đạt cái điều mà họ mong muốn. Now if something bad happens, what do you think? I guess if something bad happens, more people will come out. And even we cannot seek for the best solution, we will try to find a better solution to this situation. Because I guess this movement or this motion nowadays is becoming so difficult to solve, or it is hard to tell whether it is successful or failure for us to determine whether we have well or bad. But if something bad happens, just like if there is that or something, you know, the use of violence, or there are some armies from China coming, and then people will just realize that the issue is so critical. More people will just come. Anh nghĩ gì nếu mà một cái tình huống hết sức tệ hại xảy ra? Tôi tin là nếu một tình huống tệ hại xảy ra như vậy thì nhiều người ở Hồng Kông sẽ đổ vào đây hơn nữa, là bởi vì không thể nào mà để cái tình trạng không tìm được cái giải pháp. Chúng tôi nghĩ rằng cái tình huống tệ hại đó là có thể chính quyền sẽ dùng bạo lực
hoặc là họ gửi quân đội từ phía bên Trung Hoa lục địa qua đây để đàn áp sinh viên. Chúng tôi hy vọng là nếu không đạt được một giải pháp tối hảo, tức là tốt nhất, thì tối thiểu cũng có thể có được một cái giải pháp cho cái cuộc đối đầu này. You know, some people here told me that if this continues day by day and week by week, probably the Hong Kongese would not support the movement anymore. How do you feel? I guess it is because the majority of the Hong Kong population, they are against of some activities that will oppose the development of the financial development. If it invade their profit or invade their benefit, and then they just try to stop something that is harming them. And then I guess the response is normal, just like what you have said, that they may oppose to that motion, that is this movement. But I guess some people can also see the long-term benefits of this movement, but the majority of the Hong Kong population focus on the short-term benefits. Nếu công cuộc đấu tranh kéo dài tuần này qua tuần khác, thì liệu những người Hồng Kông có còn tiếp tục ủng hộ hay không? Câu trả lời rằng dĩ nhiên, trong tâm lý chung, nếu những cuộc biểu tình như thế này mà gọi là va chạm đến quyền lợi của người ta, thì người ta sẽ có phản ứng như vậy. Nhưng mà tôi tin rằng nếu mà người ta nhìn thấy một cái tương lai xa và những cái lợi ích của cái công cuộc đấu tranh này đem đến cho họ, thì họ sẽ ủng hộ chúng tôi. Nhưng mà đa số dân chúng Hồng Kông thì họ chỉ nhìn thấy cái tương lai trước mắt thôi. Thành ra có thể là họ sẽ có một cái tâm lý chán nản, chúng ta đã thấy. Thưa quý khán giả, người Việt online, ít nhất cho tới phút này thì đảo quốc Hồng Kông có được một buổi sáng tương đối an bình, và nhất là những sinh viên người Hồng Kông biểu tình ở khu vực này đã thoát được một tâm trạng có thể bị đàn áp bằng bạo lực đêm hôm qua. Mọi người đều mong ước một cái tương lai tốt đẹp, nhưng mà liệu có tìm được một giải pháp hay không thì không ai biết. Tin tức tờ South China Morning Post trong số phát hành sáng nay cho biết là về phía chính quyền và sinh viên đang có những cuộc họp với nhau để nhằm mục đích giải quyết cái bước đầu tiên, tức là cái thủ tục để tiến hành một cuộc đàm phán. Điều đó cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng có lẽ là nếu nhà cầm quyền muốn có một hành động nào cứng rắn đối với phong trào đấu tranh này, thì cái hành động đó chắc chắn sẽ không thể xảy ra trong 24 tiếng đồng hồ sắp tới, hoặc là ít nhất trong vài tiếng đồng hồ sắp tới. We are going to be back to California today, and I wish you all the luck and the movement fighting for freedom in Hong Kong will succeed. Thank you very much. Thì Quang Thái tường trình trực tiếp từ Hồng Kông.